Chào các bạn, và bây giờ thì mình đang đi trên đường đến trường. Bây giờ là 8 giờ sáng và mình vừa mới dậy được một lúc xong. Sau khi ăn sáng thì đi bộ ra trạm xe bus để đến trường. Trạm xe bus thì cũng khá là gần nhà mình, cách có khoảng 3 phút đi bộ. Vì bây giờ dịch bệnh ở bên này vẫn đang hoành hành nên là khi mà ra ngoài đường thì mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nếu mà người nào không đeo khẩu trang thì sẽ phải đóng phạt từ 3.000 đến 5.000 đô. Ở London thì nó không to lắm, nó không phải một thành phố quá to nên là hầu hết mọi người di chuyển đều bằng bus chứ không. Ở đây không có tàu điện ngầm như các thành phố chính như là ở Toronto hay là ở Vancouver. Nhưng mà có một điểm thuận lợi, đấy là vì thành phố không to nên là hầu như các trường ở đây như là trường Fanshawe College hay là trường Western Ontario đều cover hết cái tiền xe bus cho bạn, nên là một tháng các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng từ 100 đến 150 đô tiền xe bus. Và thường thì cái thẻ xe bus, cái thẻ học sinh của các bạn ấy thì sẽ được dùng làm thẻ xe bus luôn. Đây là thẻ xe bus của mình. Thì khi mà mình lên xe, mình sẽ chỉ cần tap cái thẻ học sinh này vào cái chỗ mà mọi người hay tap thẻ xe bus ấy, thì cái xe bus nó sẽ chấp nhận và mình có thể đi được như bình thường thôi. Ở Canada thì bình thường sẽ có cả 4 mùa, là mùa xuân hạ thu đông, nhưng mà có hai mùa rõ rệt chính là mùa hè và mùa đông. Một số bạn thì tưởng rằng Canada chỉ có mùa đông thôi, nghĩa là quanh năm sẽ lạnh buốt, nhưng mà không phải nha. Mùa hè ở bên này thì cũng rất là nóng, nó như kiểu mùa hè ở Việt Nam, nhưng mà cái nóng nó không như ở Việt Nam, nó khác ở Việt Nam. Như kiểu nóng ở Việt Nam là nó nóng gắt, nó sẽ làm cho các bạn đổ mồ hôi, nhưng mà nóng ở bên này nó chỉ khô hanh thôi. Và có một cái là cái nóng ở bên này nó sẽ không kéo dài lắm, bởi vì mùa đông ở đây sẽ là chủ yếu. Và đây là Fanshawe Main Campus. Ở Fanshawe thì có tất cả là ba hay là bốn campus, mình cũng không hiểu rõ nữa, nhưng mà có hai campus chủ yếu là Main Campus là cái campus này, và một campus nữa là Downtown Campus. Thì ở sẽ dành cho các bạn học về kỹ thuật, như là các bạn sửa máy bay này, hay là các bạn sửa lái ô tô, hoặc là các bạn học về business. Còn ở
Downtown Campus thì sẽ dành cho các bạn học về các ngành như kiểu là công nghệ thông tin này, học về hospitality hoặc cooking. Ở đây thì các bạn có thể thấy những món như là các trường high school Mỹ. Đây là cái kiểu cái lunch break như kiểu để các bạn là có thể nghỉ ngơi này, hoặc các bạn chưa có thể ăn ở đây. Còn đây là Tim Hortons, đây là một cái đặc sản của Canada. Tim Hortons thì nổi tiếng hơn Starbucks rất nhiều, và hầu như người Canadian hôm nào cũng đến để uống cà phê và ăn các thứ ở đây. Và các bạn có thể thấy thì hầu như trường rất giống ở trong phim, các phim high school của Mỹ, có locker và các thứ. Vì bây giờ đang ở trong mùa dịch Covid nên là trường hạn chế tối đa các cái tiếp xúc, nên là sẽ chỉ có những cái ngành cần thiết thì mới đến trường thôi, các ngành mà cần thực hành. Đây lại là một chỗ các bạn có thể ăn trực tiếp. Đây là cái bảng các bạn có thể check thường xuyên, có các cái career advice hoặc là các cái sự kiện thì nhà trường sẽ dán ở trên tường. Và như đây là một cái phòng học, các bạn có thể thấy các ghế được xếp nhau khá là xa để các bạn có thể giữ an toàn trong 2 feet. Đây là căn phòng retail nơi các bạn có thể mua các cái đồ vật của trường như là áo này hoặc các cái đồ lưu niệm, và lại là một nơi lunch break nữa cho các bạn. Và trường thì cũng rất hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm, đặc biệt là các du học sinh. Nên các bạn không phải ngại hay gì hết, bởi vì trường rất là sẵn sàng các bạn bất kỳ lúc nào. Như kiểu ở cuối hồ này thì có một nơi để các bạn có thể đến, và để sẽ có các thầy cô trong đấy để giúp các bạn như là chỉnh sửa resume này, giúp các bạn tìm kiếm việc part time khi mới sang, cũng như là việc full time khi các bạn học xong. Thì trường sẽ đánh giá và sửa resume của bạn sao cho professional nhất. Đây thì cũng có alumni lecture theater thì, ở trong này trước nó là của khu hospitality, nhưng mà trong này bây giờ nó như kiểu cái hội trường lớn để ví dụ như chiếu phim cho các bạn. Phòng Karen's Cooperative Education mà mình nhắc tới, bởi bây giờ dịch nên là họ không có mở, họ chỉ có cái dịch vụ online thôi. Nhưng mà thường thì khi mà trường mở lại vào tháng 9 này thì mọi thứ sẽ hoạt động bình thường, và khi các bạn muốn in resume hay là muốn sửa resume, các bạn có thể đến đây và nhờ các thầy cô. Ở trong trường thì cũng có rất nhiều các cái phòng dân để các bạn có thể uống nước bất kỳ lúc nào. Và đây là tòa sắt, đây có thể nói là một trong những nơi gần nhất của mình khi mình đi học, thì đây là nơi mình có thể đến sau giờ học căng thẳng để có thể giải trí. Ví dụ như ở đây có leo núi, các bạn có thể đến đây để leo núi này.
Vì bây giờ là mùa hè nên là hầu như trường đóng cửa. Mùa hè đến trường đóng cửa hết nên là các hoạt động bây giờ không có nữa. Nên là ở đây thì các bạn có thể vào cũng khoảng là bình thường tối và thứ 6 hay thứ 7 sẽ có stand up comedy hay là game room, các bạn có thể đến chơi VR này hoặc là chơi các game ở trên máy tính. Ở đây thì có các cái club hoặc là có các giải đấu mà mọi người thường đến để chơi rất vui. Hay là khi các bạn sang đến đây thì sẽ có phòng để các bạn có thể chơi thể thao. Nhưng mà phòng này chơi bóng bàn là cũng đang chơi bóng bàn. Ở đây thì có thể chơi giải đặt câu, các bạn có thể đánh gôn ở trong này. Đây là FSU, là nơi các bạn làm, nơi thường tổ chức các cái hoạt động cho sinh viên. Tức là xem phim này ở downtown thì các bạn có thể đến xem phim free vào cuối tuần, có một cái rạp chiếu phim lớn. Đây đây các bạn có thể thấy các hoạt động đang diễn ra như là game Super Smash hay là FIFA. OSIS thì thường dành cho các bạn mà đăng ký ăn với cả trường thì các bạn sẽ ăn ở đây. Nhưng mà mình đi và đang lockdown nên là chúng ta vẫn chưa vào được. Phòng gym ở đây thì có mình là 2 tầng và có đầy đủ các cái dụng cụ để cho các bạn có thể đến tập gym. Và tất cả các hoạt động từ nay đến giờ mình show cho các bạn thì là free hết, free hoàn toàn 100% ra. Các bạn có thể đến và tận hưởng. Bây giờ thì đang lúc nào không cho vào nhưng không vào được. Yeah, fun show weekends là biểu tượng trường. Trong này là nơi tổ chức các cái giải đấu như là bóng bàn này, bóng rổ này, nó như kiểu cái stadium indoor. I didn't know that. Yeah. So, bây giờ thì học xong đã tầm 6 giờ tối rồi nên là mình khá là đói bụng nên là mình đã quyết định đi đến siêu thị để mua đồ ăn vặt và sẽ đến tiệm đồ ăn Việt Nam quen để mua đồ ăn ở đây. Bởi vì bây giờ mình cũng đã khá mệt và cũng hơi lười nấu ăn nữa. Đây là Walmart và No Frills. Thì bình thường mọi người hay đến Walmart để mua các đồ đóng hộp như là ngũ cốc này hay là bánh kẹo hay là những cái đồ dùng trong nhà. Còn ở No Frills thì mọi người sẽ chủ yếu mua những đồ ăn đông lạnh. Và đây là ở trong siêu thị. Đây bánh, đây giảm giá, mua 3-4 hộp để chúng ta mới nói mình có thể ăn. Sau khi mình mua xong thì mình đến quầy sau check out. Thường mình hay tìm đến cái quầy này hơn là nhờ các nhân viên check out cho mình. Tuyệt vời, mình có thể xe rất hay tập của mình và mình có thể đi rất nhanh và mình phải chờ ai cả. Thường thì mình không mang ví luôn bởi vì mình đã áp cái thẻ của mình vào trong cái điện thoại của mình và cái Apple Watch thì mình chỉ cần đem hai cái thứ đấy đi là một cái gì.
bất kỳ đâu và trả tiền bất kỳ lúc nào mà không cần đem theo tiền mặt hay là đem theo thẻ ngân hàng, bởi vì mình hay là cầu thả nên là mình có thể mình rất hay rơi đồ các thứ nên mình không muốn đem theo nhiều thứ gì. Và sau khi mua đồ xong thì mình có đến một cửa hiệu bán đồ bán Việt Nam để mình mua đồ, mình không đặt qua Uber các thứ, bởi vì cửa hàng sẽ phải trả cái phí cho Uber. Và trong cái mùa dịch này thì sẽ tốt hơn nếu mà mình có thể support các cái local business. Sau khi về đến nhà thì mình có đem đồ ra ăn và mình học bài, vừa ăn vừa học luôn. Mình thì học về coding nên là chủ yếu các cái tài của mình đều làm trên máy tính hết, mình không có học trên giấy hay là trên sách vở ấy. Hôm nay mình có mua món hạt thái rất là ngon. Bình thường thì ăn xong mình sẽ nghỉ một lúc rồi mình đi tắm rửa và chuẩn bị sách vở để cho ngày mai đi học. Thì xong tất cả các thứ thì cũng đã đến tầm 9 đến 10 giờ tối rồi. Mình sẽ sau đấy sẽ lên mạng học tiếp, hoặc là mình sẽ xem phim hoặc là chơi game với bạn. Rồi sau đấy mình sẽ ngủ lúc tầm 2 đến 3 giờ sáng. Và đấy là một ngày của mình. Bye bye các bạn nha. Xin chào các bạn, mình là Trần Minh Hoàng, mình đang học trường Fanshawe College và ngành của mình là Internet Application and Web Development. Mình học ở Fanshawe thì bây giờ mình đang là level 4, cũng là level cuối của khóa học. Ngành của mình thì hiện giờ là 100% online, nhưng mà sắp tới đến tháng 9 thì mình nghĩ là trường sẽ cho học lại in person. Mình rất hài lòng về trường Fanshawe College, bởi vì mình đến trường thì từ những ngày đầu mình đến trường thì các thầy cô luôn luôn tận tình giúp đỡ mình. Trường mở ra cái ngày hội gọi là cái Orientation Day để giúp các bạn có thể làm quen với cả cái campus của mình học. Trường cũng có mở ra những cái ngày để giúp học sinh có thể tìm việc cả part time lẫn full time. Thì trường giúp các bạn sửa những thứ như là resume này, hay là làm thế nào để pass interview này, hay là cách để interview thật tốt trong cái buổi interview đó. Nói về thành phố London thì mình có thể nói đây là một thành phố khá là yên bình. Ở London thì hầu như là người da trắng, là người Canadian gốc là chính, chứ nó không nhộn nhịp và ồn ào và xô bồ như là ở Toronto, nên là mình khá là thích ở đây. Có một điều lợi khi các bạn đến London là các bạn có thể tiết kiệm chi phí, bởi vì so với ở Toronto thì ở London khá là rẻ, rẻ hơn khá là nhiều. Nếu như ở Toronto các bạn phải mất một tháng, mình nghĩ là phải đến từ 800 cho đến 1.000 đô về tiền phương tiện đi lại và ăn uống, nhà ở. Thì ở London mình nghĩ một tháng các bạn chỉ mất tầm 650 đến 700 tiền ăn uống và thuê nhà ở. Còn tiền đi lại thì các bạn được free luôn. Cái này mình không biết cho đến khi đến ở Canada thì mình mới biết. Trường về các thầy cô thì các thầy cô rất là thân thiện, và các thầy cô luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn khi mà các bạn ví dụ như là không hiểu bài này, các bạn có thể email cho professor thì professor sẽ
gửi cho các bạn tài liệu để đọc thêm này, hay là ví dụ như là điểm một số bạn mà có thể kiểu bị chấp chới không đủ điểm để qua, thì các bạn có thể email professor này, phải các bạn phải thể hiện rằng các bạn có cố gắng, và professor có thể cho bạn thêm một hai cái lab để các bạn có thể nâng điểm. Và không không những professor mà trường cũng rất quan tâm đến học sinh về vấn đề học tập. Vì cái pandemic này xảy ra nên là trường luôn mở ra các cái chương trình như là peer tutor để cho các học sinh level 3 hay là level 4 để hỗ trợ các bạn level 1 hay là level 2 mới vào. Mình thì là một peer tutor trong đấy, thì ví dụ như là ở trong các cái buổi hàng tuần vào thứ hai hàng tuần thì mình sẽ tham gia cái buổi đấy và sẽ online, và khi mà các bạn level 1 nào mà có câu hỏi nào đấy thì các bạn có thể vào cái buổi session đấy và các bạn có thể ghi cái câu hỏi của các bạn ra, và mình sẽ trả lời cái câu hỏi đó, và mình sẽ giúp cho các bạn hiểu làm thế nào để có thể giải được cái câu đó. Và mình thấy là lựa chọn đến Fanshawe College của mình rất là đúng, bởi vì Fanshawe thì là mình có research, thì trường là trường top 1 employment ở trong Ontario. Tỷ lệ các bạn ra các bạn có thể kiếm việc ngay sau khi học xong là đến 98%, nên là khi các bạn tin tưởng và đến với Fanshawe College thì mình tin là các bạn sẽ thành công và sẽ gặt hái được nhiều thành tựu tốt.